Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì có rất là nhiều loại thực phẩm chức năng trên thị trường và rất là nhiều người sử dụng thực phẩm chức năng trong phòng ngừa và điều trị bệnh tật. Vậy thì không biết là thực phẩm chức năng có tác dụng chữa bệnh như là thuốc hay không? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Đáng, là Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam để cùng thảo luận về vấn đề này. Xin kính chào ông. Lâu nay thì chúng ta thường hay nói về thực phẩm chức năng. Vậy thì thực phẩm chức năng là gì ạ? Ta biết là thực phẩm chức năng như ta dùng ngay cái từ thực phẩm đúng không? Cho nên nó là thực phẩm mà một loại thực phẩm đặc biệt đấy, dùng để hỗ trợ các chức năng của các bộ phận trong cơ thể, làm tăng sức đề kháng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái và giảm nguy cơ và tác hại của bệnh tật. Thế thì cái đặc điểm của thực phẩm chức năng như chúng ta biết nó không phải là thuốc đấy, mà nó là sản phẩm thực phẩm đấy. Cho nên là nó phải được đưa vào qua con đường tiêu hóa. Cái thứ hai là phải được ăn uống vào thường xuyên. Đấy. Và cái thứ ba là cái khẩu phần của nó đấy, rất ít đấy, nhưng mà lại hàm lượng của nó lại là hàm lượng sinh lý của cơ thể, tức là tuy là nó đóng thành viên rất nhỏ nhưng cái hàm lượng cung cấp cho cơ thể nó lại đủ như là hàm lượng sinh lý nhu cầu của cơ thể con người. Thế và cái thứ tư đặc điểm của nó là nó được chế biến sản xuất theo công thức, thế và là nó có thể loại bỏ các chất độc hại. Ví dụ cũng chiết xuất từ thảo dược nhưng người ta có thể bỏ cái chất độc của thảo dược đi. Thế và nếu nó thiếu thì người ta bổ sung thêm các chất tốt vào. Thế và một cái đặc điểm thứ năm nữa là ai mua thực phẩm chức năng cũng có thể mua được ở bất kể một cửa hàng nào, vì nó là thực phẩm. Đấy. Và cái đặc điểm nữa là gì? Cái đặc điểm cấu trúc của nó thì nó không giống như thuốc, là nó gồm các hóa chất hóa học nhưng nó là một cái hỗn dịch. Đấy, được chiết ra mà không tách nó ra và không tổng hợp nó lên, nó hoàn toàn là tự nhiên. Đấy. Cho nên nó ít tác dụng phụ. Hiện nay, việc nhận biết thực phẩm chức năng với thuốc vẫn còn chưa rõ ràng nên dễ gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Thuốc và thực phẩm chức năng hoàn toàn khác nhau, không thể coi thực phẩm chức năng là thuốc được. Thực phẩm chức năng là sản phẩm dùng để hỗ trợ các chức năng của các bộ phận trong cơ thể có hoặc không tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng, giảm bớt nguy cơ bệnh tật. Còn thuốc là chất hoặc hỗn hợp chất dùng cho người nhằm mục đích phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán bệnh hoặc điều trị chức năng sinh lý cơ thể. Thực phẩm chức năng được công bố trên nhãn của nhà sản xuất là thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị. Còn thuốc được công bố trên nhãn của nhà sản xuất là thuốc điều trị. Đối tượng dùng của thực phẩm chức năng là người chưa có bệnh hoặc người bệnh, còn đối tượng dùng thuốc là người bệnh. Cách dùng thực phẩm chức năng thì thường xuyên, lâu dài, không có biến chứng, tác dụng phụ và tai biến. Còn cách dùng thuốc thì theo từng đợt, dễ có biến chứng, tác dụng phụ, tai biến. Thưa ông, những cái thực phẩm chức năng nào cần có cái sự tham vấn của bác sĩ? Nói chung là tất cả các thực phẩm chức năng đều phải cần có tư vấn. Thưa ông, ngoài ra thì lại có một cái xu hướng khác, đó là cái xu hướng là coi trọng thuốc hơn là thực phẩm chức năng. Và bản thân nhà sản xuất cũng có những cái sản phẩm mà ở nước này có thể đề cập được Bộ Y tế công nhận là thuốc, nhưng khi ở nước khác lại chỉ là thực phẩm chức năng thôi, và họ vẫn luôn mong muốn là cái sản phẩm của họ được lên thành thuốc. Thì với người dân thì chúng ta cần phải có cái sự nhìn nhận như thế nào về những cái loại thực phẩm chức năng và thuốc trong trường hợp này ạ? Có thể nói giữa thuốc và thực phẩm chức năng ấy, nó có thể công bố rồi lẫn lộn, thì tôi có thể khẳng định chỉ có ở Việt Nam. Đấy. Anh đăng ký bên cục dược khó khăn thì anh chạy sang cục thực phẩm. Thế và đến lúc nào đó anh không làm cục thực phẩm, anh chạy sang cục dược. Các nước thuốc là thuốc mà thực phẩm chức năng là thực phẩm chức năng. Tại sao? Bởi vì hai cái nó khác nhau rất cơ bản. Thuốc thì là tổng hợp, thực phẩm chức năng là tự nhiên. Cái thứ hai, thuốc nghiên cứu ra một sản phẩm thì thời gian nó rất dài, và các tiêu chuẩn để nghiên cứu và sản xuất ra nó rất khắt khe và phải được kiểm soát rất nghiêm túc của cơ quan người ta gọi là FDA, quản lý về thuốc. Thế còn thực phẩm chức năng dù sao nó là nhẹ nhàng hơn. Thế hai là thời gian nghiên cứu của nó ít hơn, bởi vì dù sao nó vẫn là thực phẩm. Thế và thuốc thì anh có thể phải mua khi có đơn của bác sĩ. Thuốc là chỉ chữa cho người ốm. Thế còn thực phẩm chức năng thì dùng cho cả người ốm, người khỏe đấy, của tất cả các đối tượng, vì nó là thực phẩm đấy. Thế và về tác dụng thì thuốc nó gây ra một cái hiệu ứng rất mãnh liệt trong cơ thể, phản ứng sinh lý rất mãnh liệt trong cái thời gian rất ngắn, vì hàm lượng của nó rất cao, hoạt chất của nó là tổng hợp cho nên nó rất mạnh, để mới gọi là thuốc,
để chữa. Vâng. Thế còn thực phẩm chức năng thì nó gây ra một cái hiệu quả sinh lý rất chậm chạp. Đấy. Không có mạnh mẽ và nó từ từ. Vì nó là thực phẩm, đúng không? Cho nên là nó kéo dài. Nhưng mà giữa thuốc và thực phẩm nó có một cái giao thoa hay là nó có một cái giống nhau, mà cái này chúng ta lại phải rất tinh để nhận biết được điều đó. Tức là ví dụ như một số thuốc và một số thực phẩm chức năng nó có những cái hoạt chất mà công thức giống nhau. Ví dụ như cái tason ở trong cái thực phẩm chức năng tinh dầu thông đỏ. Và cái tason tổng hợp lên, cái tason gọi là thuốc, thì hai cái đó về mặt công thức hóa học là giống nhau, đúng không? Vì đều là tason. Về tác dụng của nó đối với ung thư là giống nhau, cơ chế là giống nhau. Nhưng nó khác là cái gì? Tason trong thực phẩm chức năng là nó nằm trong một cái cộng đồng các hoạt chất khác. Còn tason trong thuốc là nó nằm đơn lẻ một mình, vì người ta tổng hợp lên cái chất đó và nó đóng hàm lượng rất cao. Đấy. Thế cho nên cái đấy người ta gọi là cái sự giao thoa giữa thực phẩm và thuốc, nhưng nó vẫn có cái khác nhau. Thế thì đấy, như vậy ta thấy thuốc và thực phẩm chức năng hoàn toàn khác nhau. Thế thì ta không thể coi thực phẩm chức năng là thuốc được. Vâng ạ, sở dĩ có một câu hỏi như vậy bởi vì là lâu nay thì rất là nhiều người tiêu dùng bị những cái lời quảng cáo hấp dẫn và nghĩ rằng là những cái thực phẩm chức năng thì không phải là chỉ hỗ trợ mà còn có tác dụng là trị hoặc là chống được những cái loại bệnh nào đó nhất định. Thực phẩm chức năng vốn là sản phẩm tốt, hỗ trợ cho quá trình phục hồi, giảm nguy cơ mắc bệnh tật. Tuy nhiên rất nhiều người đang nhầm tưởng hoặc dùng sai loại sản phẩm này khi họ mua các loại thực phẩm chức năng vì bị hoa mắt bởi những lời quảng cáo công dụng thần kỳ của nó, có thể chữa bách bệnh. Thêm nhiều hiểu lầm khi người tiêu dùng cho rằng người lớn hay trẻ nhỏ đều có thể sử dụng thực phẩm chức năng và vì rằng thực phẩm chức năng là thực phẩm nên có thể sử dụng nhiều tùy thích, hay việc thực phẩm chức năng có thể thay các loại thực phẩm khác. Theo các chuyên gia, đây là những quan điểm hoàn toàn thiếu khoa học. Vâng thưa ông, liệu có phải là thực phẩm chức năng không có tác dụng phụ thì có thể sử dụng được lâu dài hay không? Vì nó là thực phẩm chức năng nên có thể dùng lâu dài được. Thế mà người ta khuyến cáo ví dụ như cái hội dinh dưỡng của Mỹ ấy, hoặc là Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Thế giới đã qua 14 hội nghị quốc tế rồi. Thì người ta đều khuyến cáo là trong cái khẩu phần ăn hàng ngày của con người, chúng ta đang bị thiếu hụt các vi chất, thiếu hụt các chất chống oxy hóa, thiếu hụt các chất xơ, thiếu hụt các chất chống gốc tự do. Cho nên người ta phải bổ sung vào cái thực phẩm truyền thống bằng những cái thực phẩm chức năng. Đấy, tức là như vậy là ta dùng thường xuyên hàng ngày và kéo dài được. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông.